Xin chào, chủ đề hôm nay sẽ là quay lại rồi sẽ có kết quả tốt đẹp hay không. Nếu như bạn nhìn thấy cái trải bài này xem như bạn hữu duyên, và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách cởi mở nhất. Và đối tượng xem trải bài là các bạn đã ngắt kết nối và có thắc mắc là nếu như cả hai bạn quay trở lại rồi kết quả của mối tình này sẽ ra sao. Và sau đây là trải bài của các bạn. Và năng lượng của trải bài là năng lượng của hai chiều, có thể là từ người hỏi hoặc là cái người bạn muốn hỏi. Và trong trải bài này các bạn có lá 9 tiền, và kế đến nữa là các bạn có lá 7 gậy, và tiếp theo nữa là các bạn có lá 9 kiếm. Và ở vị trí đầu tiên là cái lá 9 tiền bị đảo ngược, cho thấy là trong mối tình này các bạn thiếu đi sự độc lập và tự tin. Các bạn cảm thấy không có ổn định trong cái mối quan hệ này. Nó đang biểu hiện rằng có một ai đó là bạn đang cố gắng giành được cái tình yêu, mà trong khi bạn lại không được cái tình yêu này. Và tại cái thời điểm đó, bạn đã nỗ lực rất nhiều cho cái mối tình này. Và có lẽ như là cái mối tình của các bạn được xây dựng trên cái về mặt vật chất, tiền tài, danh vọng, hoặc là có vẻ về mặt về tình dục. Thì các bạn nên nhớ rằng đây không có phải là chìa khóa của hạnh phúc. Tất cả mọi việc dồn sự tập trung vào chúng, vào vật chất, thì chỉ có thể khiến cho cái mối tình này trở nên hời hợt và coi như rẻ tiền, nông nổi hoặc xề xò cho qua lo. Và tại cái thời điểm đó, các bạn đã dồn hết cái sức lực mình vào cái tình cảm mà không có quan tâm đến những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Cái điều này nó gây tổn hại cho cuộc sống bạn rất là nhiều. Không có gì sai mà khi bạn tập trung vào tình yêu, nhưng bạn hãy nhớ rằng đời mình, cuộc sống mình còn rất nhiều phần còn lại để tổng hợp đến giá trị của con người mình. Và qua lá bài này cũng thể hiện có một sự trung thực hoặc gian dối xảy ra trong mối tình của hai bạn. Bạn phải nhớ rằng cái việc mà đối xử với người khác một cách mà không trung thực, không chính trực, và bạn phải cảnh giác với sự thiếu trung thực từ cái người đó khi lá bài này xuất hiện trong trải bài tarot của bạn. Và rõ ràng trong cái lá bài này các bạn cho thấy sự thiếu tự chủ của bạn rất là nhiều trong cái mối quan hệ của cả hai. Và đây cũng có thể hiện một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc đối tác của bạn đang quá ham mê mọi thứ hoặc hư hỏng, chạy theo những cái tình tiền, những tham vọng, mà do đó một phần nào đó chỉ ra một cái việc lừa dối trong một mối quan hệ rất cao nha các bạn. Và thông điệp của quá khứ là các bạn đang bị tập trung vào khía cạnh của vật chất và bề ngoài quá nhiều. Cái cần là cần quay lại những gì thực sự quan trọng và kết nối giữa hai người lại với nhau. Và nó cũng thể hiện đây, cái mối tình này là một mối tình thiên về tình dục. Cái vấn nạn tình dục rất là nặng trong cái trải bài này. Và ngay ở cái thời điểm hiện tại, nếu như các bạn có quay trở lại, thì cái khả năng các bạn đứng lên chiến đấu một cái hành động rất là mạnh mẽ. Đây là cái dòng năng lượng cho các bạn thay đổi theo chiều hướng tốt lên hoặc xấu đi. Nó tùy thuộc vào bạn nha bạn. Bởi vì nó sẽ mang lại một cảm giác tiến lên mà bạn cần có sự nỗ lực rất là nhiều. Các bạn có thể không bằng lòng với việc để cho mọi việc nó đi trôi đi mãi trong vòng quá khứ. Các bạn muốn kháng lại cái dòng chảy và thay đổi toàn bộ hướng đi cho tình cảm của cả hai. Và cái mối tình này các bạn đang muốn hiên ngang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Một cuộc chiến mà chính bạn bị tấn công và cả người đó bị tấn công. Khi mà các bạn quyết định đứng lên phản kháng cho mối tình này và thiết lập cho mình một cái dòng năng lượng cho sự kháng cự, thì các bạn sẽ có một vị trí vững chắc. Thì người ta cũng có điều kháng cự tương tự luôn. Do đó bạn có thể tấn công hoặc bạn phòng ngự, thì cái việc này họ cũng làm y chang bạn luôn. Nói chung là năng lượng của bạn như thế nào thì họ cũng sẽ như vậy. Do đó nếu như bạn đang vướng vào cái việc tranh chấp này, hãy tự hỏi bản thân mình liệu có đáng để bạn phải đấu tranh hay không. Liệu lý do cho cái cuộc quay trở lại này có quan trọng không, có đáng giá không, và liệu kết quả thu hồi sẽ có lợi cho bạn hay là có lợi cho họ. Nếu vậy, bạn hãy dũng cảm và hăng hái đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình. Còn không, bạn hãy từ chối đầu hàng. Bạn hãy xem xét đây là cái cuộc tình mình hãy bỏ qua đi. Hãy thành thực với bản thân về điều này. Bạn sẽ bị thử thách trong vấn đề tình cảm của bản thân. Đặc biệt nếu bạn đầu tư quá nhiều vào thời gian và công sức của mình vào tình cảm này, đừng để cho nó kéo cho bạn đi dài, trượt dài trong cái sự đau khổ và ân hận.
bạn nên trả giá cho những gì xứng đáng với bạn, và họ thực sự xứng đáng thì bạn hãy đứng lên chiến đấu vì nó. Nếu như bạn cảm thấy xứng đáng thì các bạn hãy sử dụng cái nguồn năng lượng của bảy gậy này để tạo nên sự khác biệt. Khi bạn tin vào chính bản thân bạn là cái chủ vững chắc nhất, là bạn sẽ có sức mạnh toàn vẹn để khám phá thông suốt những điều bạn cần nhất cho chính mình ngay thời điểm hiện tại. Đây là cái thời điểm bạn phải đối mặt với hiện tại. Bạn đừng có chờ đợi nữa. Khi bạn chờ đợi một khoảnh khắc hoàn hảo xuất hiện thì bạn sẽ chờ trong mãi mãi mà thôi. Có thể tại thời điểm này bạn đang một cảm giác lo âu. Nếu bạn cảm thấy lo âu thì bạn hãy chia thêm cái nguyên nhân khiến cho bạn cảm thấy điều đó như thế nào. Bạn làm điều gì đó để thay đổi. Đôi khi cái sự lo âu được khuyên giảm bằng cách hành động. Bạn cần sự trợ giúp để đối phó với cảm giác này. Và bạn để lòng tự tôn của mình đừng ngăn cản để đưa bạn ra những lời yêu cầu sự giúp đỡ của người khác. Và có một điều là cái nỗi e sợ quá lớn để cùng nhau bước tiếp. Hoặc đơn giản hai bạn nghĩ đây chưa đúng thời điểm để đưa mối quan hệ tiến lên thêm, thì bạn đừng có suy nghĩ về cái tiêu chuẩn chính xác về một đối tác hoàn hảo dành cho bạn, vì sẽ phản tác dụng, vì không có người nào là hoàn hảo trong cuộc đời này hết đó các bạn ơi. Các bạn hãy ra ngoài để tận hưởng niềm vui, để cho cuộc sống dẫn dắt bạn theo đi hướng đúng nhất của nó, bắt buộc phải theo nó, một cái năng lượng tuôn chảy trong bạn. Và kế tiếp là cái lá bài chính kiếm. Đây là một lá bài tiêu cực vì nó liên quan đến nỗi sợ hãi, lo lắng, vô vọng và tuyệt vọng. Các bạn thấy lá bài này là các bạn phải thôi thức, là mình phải làm cái việc này vì một lý do, cho dù việc đó các bạn có thích hay không thích, nó thực sự đại diện cho cảm giác của các bạn. Và hàm ý của lá bài này không phải là các bạn đang có một cái mối quan hệ tiêu cực hay là các bạn không được tình cảm từ họ, mà đây là các bạn đã để những cảm xúc tiêu cực của mình chiếm lấy toàn bộ sự tồn tại của mình, chiếm lấy toàn bộ cái mối quan hệ, cái tình cảm mà các bạn đang có. Và các bạn cảm thấy là quá tải khi phải suy nghĩ về tình cảm này. Có những đêm mà các bạn đầy lo lắng và đau buồn. Đây là lúc mà các bạn phải xem xét kỹ điều gì làm phiền bạn, xác định liệu bạn có vượt qua cái này hay không mới là điều quan trọng. Và có kết quả tốt hay không khi bạn quay lại, mình xin trả lời là không nha các bạn. Bởi vì sao tất cả là các bạn đang bị thức dậy sau một cơn ác mộng và các bạn đang khóc rất là nhiều trong cái kỷ niệm cũ của bạn và người đó. Và các bạn đang ở trong giai đoạn cho sự tuyệt vọng và vô vọng mà các bạn đang vây quanh các bạn ngay lúc này. Nếu như ngay lúc này bạn để cho cảm giác sợ hãi và lo lắng ảnh hưởng đến bạn, thì việc này thật sự không đáng để xảy ra. Bởi bạn càng nghĩ như vậy thì cái những thu hút những cái năng lượng xấu đến các bạn. Việc của bây giờ là các bạn phải suy nghĩ. Đó chỉ là những cái bài học bạn rút ra được cho cái mối tình đó. Mình không có cảm giác tội lỗi đâu các bạn. Nếu bạn có cảm giác tội lỗi thì điều này sẽ gây cái vòng lặp cho đến tình cảm. Người đến tiếp theo của bạn sẽ y chang cái người cũ. Do đó mình phải đem một cái năng lượng tích cực vào trong mối quan hệ. Bạn không có thay đổi được về quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi được cái quan niệm của mình về quá khứ. Người này sẽ đem đến cho bài học của mình là gì. Từ đó bạn học cái bài học mà bước tiếp trong cuộc sống của mình, bước tiếp đến trong những cái mối quan hệ sau này của bạn. Đây là cái thời điểm bạn không có thể ước mình quay lại ngược thời gian và viết lại những câu chuyện của quá khứ, mà đây là các bạn phải chớp lấy thời cơ, dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực và năng lượng tích cực phải tràn trề phủ khắp con người bạn, để từ đó bạn tiếp tục sống, tiếp tục yêu và tiếp tục yêu thương người khác. Khi bạn có lòng yêu thương với chính mình thì tất cả mọi thứ đều sáng ra các bạn ơi. Và lòng bao dung của mình tha thứ cho họ, tha thứ cho chính bạn để bạn được thanh thản. Khi bạn học được cái bài học và rút được kinh nghiệm từ đó, một khi bạn làm được điều này thì tương lai của bạn mới được mở ra sáng lạng và tốt đẹp hơn. Và họ đã từng nghĩ rất nhiều và không hề ngăn cản những dòng suy nghĩ về bạn, về mối tình của cả hai. Và họ cũng nói biết rằng là tại cái thời điểm của quá khứ, họ không phải là cái thời điểm tốt đẹp cho cả hai. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật.
mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.